Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo quan trọng với tuyển Việt Nam, thưa huấn luyện viên Kim. Niềm tin đến từ huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Huấn luyện viên Park Hang-seo quan trọng với tuyển Việt Nam, thưa huấn luyện viên Kim. Sự tư vấn của ông Park Hang-seo đến huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể giúp ích lớn cho tuyển Việt Nam. Trong ngày mà huấn luyện viên Kim Sang-sik mới ký hợp đồng với VFF, ông Park Hang-seo đã gửi một bó hoa đến chúc mừng cho tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Câu chuyện này không diễn ra như là ở thời huấn luyện viên Chu Se. Có thể hiểu là ông Park và huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có một mối quan hệ tốt. Một điều thú vị khác đó là ông Kim Sang-sik có cùng với công ty đại diện với ông Park Hang-seo. Đáp lại tình cảm của ông Park thì huấn luyện viên Kim Sang-sik nói rằng ông Park là một người thầy, là một đàn anh mà tôi vô cùng kính trọng. Ông Park đã được nhiều thành tích xuất sắc. Khi quyết định đến với Việt Nam, tôi đã có những cuộc trao đổi và nhận được chia sẻ của ông Park Hang-seo. Ông ấy chia sẻ kinh nghiệm quý báu, dặn dò tôi cố gắng điều hành, kết nối cầu thủ để trở thành một tập thể tốt. Đó là điều mà ông ấy muốn. Ông ấy là người hùng của bóng đá Việt Nam. Tôi rất tôn trọng và kính nể ông Park. Bởi vì nền bóng đá Việt Nam và vì các cổ động viên Việt Nam, tôi sẽ cố gắng hết sức và cũng xin những lời khuyên từ ông Park Hang-seo khi cần để tạo nên một đội tuyển tốt nhất có thể. Ông Kim Sang-sik nhắc đến huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi có kết quả bốc thăm AFF Cup 2024. Từ chia sẻ kể trên thì có thể thấy là ông Park Hang-seo nhiều khả năng sắm vai trò như là một người thầm lặng, sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho ông Kim Sang-sik trong thời điểm cần thiết. Bởi vì kinh nghiệm và sự am hiểu bóng đá Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hữu ích cho ông Kim Sang-sik trong việc tư vấn lựa chọn ban cán sự, cầu thủ của tuyển Việt Nam. Trợ lý Lưu Danh Minh, cánh tay đắc lực thời ông Park Hang-seo được gọi trở lại là một ví dụ. Gần đây nhất, nhiều người hâm mộ Việt Nam thấy ông Park Hang-seo và huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng dự khán một trận đấu tại giải hạng nhì. Điều này càng chứng tỏ là ông Park Hang-seo và huấn luyện viên Kim Sang-sik đang rất thân thiện. Hơn hết, sự thành công thời ông Park Hang-seo là một động lực lớn để cho ông Kim Sang-sik cố gắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với bóng đá Việt Nam tạo ra vô số thành công gồm có vô địch AFF Cup 2018 và hai huy chương vàng SEA Games. Thành tích châu lục gồm có hạng tư ASEAN 18, Á quân U23 châu Á 2018, tứ kết ASEAN Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ông Park Hang-seo thì trở thành nhà cầm quân đầu tiên của Đông Nam Á thắng một trận tại vòng loại thứ 3 World Cup, điểm số cao nhất là 5 điểm. Ông Park là tấm gương để cho ông Kim nhìn vào phấn đấu, làm sao để cho bóng đá Việt Nam đi lên. Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi có lời nhắn nhủ đến huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik trên kênh YouTube của VFF. Niềm tin của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Việt Nam sẽ chung bảng đấu với Indonesia ở bảng B ASEAN Cup 2024, một bảng đấu được dự đoán là có không ít khó khăn. Thế nhưng tân huấn luyện viên Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sự tự tin khi mà cho rằng ông và các học trò của mình có thể giành chiến thắng để vào chơi tại trận đấu chung kết. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải thể hiện sự tự tin. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B ASEAN Cup 2024 cùng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Đây được xem như là một bảng đấu không dễ dàng đối với đội tuyển Việt Nam. Indonesia là đối thủ mà các cầu thủ Việt Nam không thể giành được chiến thắng trong vòng 2 năm qua. Mặt khác thì huấn luyện viên Shin Tae-yong đã có cho mình những sự bổ sung nhân sự chất lượng với một lực lượng cầu thủ nhập tịch. Indonesia đã đánh bại đội tuyển Việt Nam ở cả hai lượt trận tại vòng loại World Cup 2026 khiến cho tham vọng vào đến vòng loại thứ 3 của đội tuyển Việt Nam chấm dứt. Đội bóng xứ vạn đảo của người đồng hương Shin Tae-yong là một thách thức rất lớn dành cho ông Kim Sang-sik và cũng là cơ hội để cho ông chứng minh khả năng của mình. Philippines thì cũng không phải là đối thủ dễ đấu của đội tuyển Việt Nam khi mà cũng đã tăng cường lực lượng nhập tịch rất đáng kể. Đặc biệt, ông Kim Sang-sik sẽ được thử lửa với Philippines ở lượt trận vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 6 tới đây. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với hai đối thủ khó chịu để có thể giành được tấm vé đi tiếp cho mình. Với tình hình phong độ tuột dốc dưới thời huấn luyện viên Chu Se, những lo lắng của người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam là rất lớn. Nhiều cầu thủ của Việt Nam như là Văn Hậu, Đình Trọng, Ngọc Hải hay Văn Đức vẫn chưa thể quay trở lại thi đấu do chấn thương. Các cầu thủ trụ cột còn lại dù khỏe mạnh nhưng lại cho thấy phong độ cũng không ổn định khi thi đấu ở đội tuyển. Dù là Tiến Linh, Quang Hải, Văn Thành có màn thể hiện tốt trong màu áo các câu lạc bộ, thế nhưng khi thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Se lại chưa cho thấy sự ổn định.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã rất tự tin khi cho rằng ông và các học trò của mình có thể hoàn thành mục tiêu giành vé vào chơi tại trận đấu chung kết. Tuy nhiên, ông Kim Sang-sik cần phải chứng minh mình có cơ sở để tuyên bố tự tin như vậy. Trước mắt, huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc cần phải vực dậy tinh thần của một đội tuyển Việt Nam có những phần rệu rã sau một quãng thời gian quá dài thi đấu với phong độ thấp. Việc liên tục nhận thất bại phần nào đó khiến cho tinh thần các cầu thủ Việt Nam khó có thể ở một thể trạng cao nhất khi tập trung đội tuyển. Việc thay đổi lối chơi cũng bằng một lối chơi mới là một bài toán khó mà huấn luyện viên Kim cùng với các học trò của mình cần phải có lời giải. Trong đó thì việc thiếu quân và cần tìm ra những con người mới để thay thế là vấn đề lớn nhất của huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải giải quyết. Huấn luyện viên Chu Se trước đây cũng đã có những giải pháp cho riêng mình khi sử dụng các cầu thủ từ tuyển U23, nhưng kết quả thì ai cũng đã rõ. Sự non nớt và thiếu kinh nghiệm thi đấu kể cả ở các cấp độ giải quốc nội và quốc tế đã khiến cho các cầu thủ không thể nhập cuộc. Cả 3 tuyến của đội tuyển Việt Nam đều đang rất cần có những sự cạnh tranh phù hợp. Ở hàng công thì Tiến Linh đã phần nào lấy lại phong độ của mình trong màu áo câu lạc bộ, nhưng tiền đạo này cần phải có sự hỗ trợ của các vệ tinh xung quanh và ở cả hai cánh. Tuấn Hải dù vẫn cho thấy sự năng nổ khi giạt cánh, nhưng phong độ ghi bàn của tiền đạo này ở đội tuyển vẫn là dấu hỏi lớn. Ở cánh phải thì Văn Toàn thường được sử dụng những khả năng phối hợp cùng với trung phong không phải là thế mạnh của cầu thủ này. Các cầu thủ có thể chơi tấn công trực diện và hỗ trợ tốt như là Văn Đức vẫn đang chấn thương, Công Phượng thì vẫn chưa thể tìm được chỗ đứng tại đất Nhật Bản khi mà vẫn còn phải dự bị. Do vậy mà bài toán hàng công vẫn là nơi khó khăn nhất dành cho huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua một giai đoạn mà các cầu thủ đã không thể ghi được quá một bàn thắng trong một thời gian dài. Trong đó thì nhiều trận đấu liên tiếp các cầu thủ Việt Nam không thể ghi được bàn. Và đây như là điểm yếu rất đáng báo động của các cầu thủ Việt Nam khi tập trung đội tuyển. Ở tuyến tiền vệ và hậu vệ, ông Kim Sang-sik vẫn còn nhiều quân bài có thể sử dụng và thay thế. Vị trí hậu vệ thì người hâm mộ đang chờ xem huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc sẽ sử dụng Tuấn Tài như thế nào nếu như cầu thủ này được triệu tập. Sơ đồ đội hình mà huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ sử dụng cũng là điều khiến cho người hâm mộ tò mò. Đội tuyển Việt Nam vừa phải trải qua một giai đoạn chơi thất bại với sơ đồ 3-4-3, một bộ khung chắp vá. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã trao cho tuyển Việt Nam chơi với 3 hậu vệ nhưng với đội hình thấp và chặt chẽ. Nhưng khi nới rộng và cao hơn, các cầu thủ Việt Nam đã thất bại. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thì vẫn còn nhiều ẩn số không chỉ đối với các đội trong khu vực mà còn cả với người hâm mộ Việt Nam. Việc tân huấn luyện viên Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam thể hiện sự tự tin của mình dựa trên cơ sở nào, nhiều khả năng sẽ được chứng minh bằng kết quả trong trận đấu gặp Philippines và Iraq ở hai lượt trận cuối của vòng loại thứ hai World Cup 2026 tới đây. Quyết tâm tiến vào chung kết ASEAN Cup 2024. Các chuyên gia bóng đá lại cho rằng điều quan trọng đó là sự chuẩn bị kỹ càng của đội tuyển Việt Nam. Bởi gặp đối thủ nào ở vòng bảng thì mục tiêu vẫn là vào chung kết ASEAN Cup 2024. Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội bóng nhiều duyên nợ Indonesia ngay tại vòng đấu bảng. Dưới thời huấn luyện viên Philippe Chu Se, bóng đá Việt Nam và Indo gặp nhau 4 lần ở các cấp độ đội U23 và đội tuyển quốc gia. Kết quả là đội bóng xứ Vạn Đảo đều giành chiến thắng. Theo như đánh giá của người hâm mộ, tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần bảng B với Indonesia, Philippines, Myanmar và cả Lào. Còn với góc nhìn của các nhà chuyên môn, bảng đấu nào cũng có khó khăn và thuận lợi riêng. Dự đoán về cục diện của bảng đấu, các chuyên gia bóng đá cho rằng đúng là bảng đấu của tuyển Việt Nam không hề dễ. Như chúng ta đã biết, Indo cần phải mạnh lên trong thời gian qua nhờ vào chính sách nhập tịch. Đội tuyển Philippines là một ẩn số, còn đội tuyển Myanmar không phải là đối thủ nhẹ. Tuy nhiên, chúng ta có huấn luyện viên mới và thời gian chuẩn bị tới 6 tháng liền, từ đó hoàn thiện về nhân sự và lối chơi. Tôi cho rằng việc đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở vòng bảng thì vào bán kết lại càng dễ thở. Điều quan trọng là huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cầu thủ sẽ phải phát huy được hết sức mạnh của mình. Ngoài ra, chúng ta cũng kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có một lứa cầu thủ mới. Nhưng cũng có chuyên gia bóng đá bày tỏ quan điểm, thực ra tại Đông Nam Á thì cũng chỉ có vài đội bóng mạnh và việc chúng ta gặp đối thủ này hay đối thủ kia thì cũng như vậy. Thế nhưng rõ ràng là đội tuyển Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Với hai trận đấu tháng 6 tới tại vòng loại World Cup 2026, điều đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam cần làm đó là thắng Philippines để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Trận đấu đó ở trên sân nhà, ra mắt người hâm mộ thì thắng ai cũng sẽ vui, đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Trận đấu gặp Iraq thì khó khăn hơn. Hai trận đấu này là màn ra mắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik và là bước chạy đà cho ASEAN Cup 2024 vào cuối năm. Tại sân chơi ASEAN Cup 2024, ngoài Thái Lan, Indo cũng rất mạnh. Nên đội tuyển Việt Nam cần phải cố gắng đạt mục tiêu vào đến chung kết là tốt rồi. Còn việc đội tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik thì hãy cứ chờ xem.
Ở một quan điểm khác, bóng đá Việt Nam đang có những nhân sự tốt và nếu như sử dụng tối đa những nhân sự đang có, đội tuyển Việt Nam cũng rất đáng ngại cho mọi đối thủ tại Đông Nam Á. Vấn đề còn lại chỉ là sự sắp xếp của các huấn luyện viên. Đội tuyển Việt Nam cứ tập trung vào vòng đấu bảng trước với mục tiêu đầu tiên là chiến thắng từng trận đấu một và muốn vô địch thì cần phải thắng hết mọi đối thủ. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.